Hello em xin giới thiệu với mọi người một loại cây đây mọi người ơi, đây là cây bình an giỏ treo nhá mọi người. Đây ạ, mọi người coi, thì cây bình an giỏ treo này thì là một loại cây mà quá là quen thuộc với mọi người rồi. Là một loại cây treo có ý nghĩa phong thủy, mang đến cho mình sự bình an, may mắn này, thường được treo ở trước cửa nhà của các thành viên trong gia đình, sẽ luôn may mắn và bình an nhé mọi người. Thì cái cây này thì được đa dạng ở nhiều chủng loại để có thêm trong cái bộ sưu tập cây của mình, thì bạn có thể lựa chọn thêm một cây bình an như thế này. Cây sẽ mang lại cho mình cái ý nghĩa phong thủy, mang lại may mắn, bình an trong cuộc sống, trong gia đình của mình nhá. Cây bình an này thì có tên gọi là cây bình an này, thuộc họ hồ tiêu và có nguồn gốc từ châu Phi nhá. Là một trong hai chi lớn thuộc họ hồ tiêu, với hơn 1.000 loại được ghi nhận, thì phần lớn cây nhỏ mọc ở trên gỗ mục, và các loại cây chi này thì phân bố ở khắp các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới ở trên toàn thế giới, dù tập trung ở Trung Mỹ và Bắc Nam Mỹ, nhưng mà có khoảng 17 loài phân bố ở châu Phi nữa. Thì cây bình an này có rất là nhiều nhánh để bám vô này, và mầm của nó bây giờ đang lên tốt lắm mọi người ơi này. Mọi người coi. Đó, thì cây bình an này là một loài cây nổi bật và thu hút người đối diện của mình bởi vì cái dáng nhỏ xinh nhắn này và đặc biệt khác lạ này. Cây thì mọc thành bụi và thường được trồng trong lọ, trong cái chậu treo như thế này, để bàn này hoặc là để treo ở góc nhà ngoài hành lang đó. Thì lá cây thì có hình bầu dục này, mọc đối xứng nhau qua thân đây mọi người không? Đó, mọc đối xứng nhau qua thân và có các đường viền màu trắng chạy dọc trên mặt lá và rất là bắt mắt. Mỗi chiếc lá thì có khoảng 3-4 đường viền tùy vào kích thước, tùy loại cây dây leo bám bằng rễ, nên là mỗi đoạn thân có lá khi trưởng thành sẽ thành mọc thấy sẽ thành rễ đấy, thế mọc thành rễ. Thì cây có hoa nhỏ dài và giống như là hoa của cây tiêu, hoa ra quanh năm và nếu mà đủ điều kiện ánh sáng. Nhưng mà cái cây mini mà mình đang cầm đây thì cái loại trưng ấy bây giờ nó vẫn chưa có hoa nha mọi người. Thì mấy nữa thì nó sẽ ra hoa, tại vì cái này vẫn còn non ấy, nó không được chưa già ấy. Về ý nghĩa phong thủy của cây thì cũng giống như cái tên bình an, có nghĩa là cuộc sống không phải suy nghĩ gì nhiều và gặp nhiều biến ngang, gặp nguy biến an đó, tiền bạc thì ổn định, đi đâu cũng gặp nhiều may mắn này. Cây có màu lá xanh nổi bật đại diện cho cái mộc, hành mộc, nên là gia chủ mà có hành mộc ấy và mạch hành hỏa thì sẽ cực kỳ phù hợp để có thể tăng thêm vượng khí cho gia đình của mình, cho bản thân của mình. Cái chăm sóc cây bình an này thì thuộc loại cây quanh năm sống khỏe và có khả năng thích nghi với môi trường sống. Tuy nhiên thì khi chăm sóc cây bình an thì cần lưu ý một số điểm như sau. Thứ nhất là về nước tưới nhé. Nhìn chung thì tất cả các loại cây treo đều ưa đất và có mùn và giữ ẩm tốt nhưng không ướt, vì thường là cây được treo lên nên là nước sẽ thoát ra rất là nhanh, khiến cho cây bị khô héo. Chính vì thế mà thường xuyên cung cấp nước cho các loại cây treo nói chung là cây bình an nói riêng. Để hạn chế việc tưới nước thì cách tốt nhất ta nên để cây dưới ánh dưới cây ấm, nơi mát và có ánh sáng nhẹ, và nếu mưa thì mưa lâu ngày thì nên bỏ cây vào nhà còn ướt bất chợt, còn mưa bất chợt thì hoặc là thời lượng mưa không lớn thì nên để cây tắm mưa không sao cả nhé mọi người. Tưới nước trung bình khoảng 2 ngày một lần, tùy thuộc vào vị trí cây treo và thời tiết ta
tưới ít hoặc là có thể tưới nhiều hơn nếu mà trời nắng gay gắt quá. Thứ hai là về ánh sáng là có khả năng chịu ánh nắng rất là tốt. Tuy nhiên nếu bạn mua cây bình an này về làm cảnh chơi lá là chính thì nên để cây dưới chỗ bóng mát và có ánh sáng nhẹ thôi. Nếu cây treo có dưới cây lớn ấy hoặc là hiên nhà cửa sổ hoặc là dưới ánh đèn điện hoặc là nơi nơi thoáng mát thì sẽ tốt hơn. Thứ ba là về đất trồng của cây thì thường cây trồng được bằng sơ dừa này hoặc là các loại đất mà có khả năng giữ ẩm và nhiều dinh dưỡng. Không nên trồng cây trong những loại đất mà không có độ thoáng và giữ nước như là đất thịt. Thứ tư là về nhân giống và cây có thể chọn được cành trưởng thành để cắt ra để rồi ngâm xuống đất là được. Thường thì người ta để cây trên mặt đất khi dễ phát triển bám tốt thì mới cắt ra để thì mới cắt thì phải có khả năng thành công 100% đó. Đây cái bình an này đẹp lắm đúng không mọi người ơi? Thì cây bình an này thì có giá dao động khoảng từ 100 đến 150 tùy vào cái kích thước của chậu cây. Đó, trong khi như cái chậu cây mà mình đang cầm là chậu cây mini để bàn này này. Hay là mình có thể treo ở ngoài ban công, cửa sổ hay là sân thượng, cái chỗ nào treo được thì mình treo. Đó. Thì nó cũng không có mất nhiều cái diện tích, không chiếm được nhiều diện tích quá. Đó. Nó chỉ dao động khoảng trăm đến trăm rưỡi thôi mọi người ơi, còn khá là rẻ đó. Thì đây. Còn về cách chăm sóc cây bình an thì mình vừa nói xong là về cách chăm sóc của cây bình an đó mọi người ơi. Và mình sẽ nói thêm về một số lưu ý mà khi trồng cây bình an nhé. Là thứ nhất là câu hỏi hay thường gặp đó là cây bình an này thì có thể để ở đâu, thì cây bình an này mang lại nhiều phúc khí nhất cho gia đình của mình, vì thế mà vị trí phù hợp nhất để cây đó là ở phòng khách hoặc là ban công. Cây bình an xanh tốt quanh năm có tác dụng lưu chuyển không khí và giúp tăng cường cơ sinh cơ và đổi mới tâm tình. Điều này sẽ giúp cho gia đình của mình giảm bớt stress trong công việc và đầu óc được thư giãn, tâm tình trở nên nó vui vẻ hơn đó. Khi bày cây này trong phòng khách thì nên đặt cây cách khoảng 45 độ, cách góc khoảng 45 độ nhé. Nơi đó thì tài vị của ngôi nhà này, vì thế mà cây sẽ được hướng này sẽ thể có thể vượng tài vượng lộc cho gia đình của mình. Cây bình an này thì có đặc điểm là ưa thoáng mát nên là phải trồng đảm bảo đủ không gian cho cây phát triển, đảm đủ ánh sáng. Và trong quá trình sinh trưởng nếu cây mà có dấu hiệu bị héo úa này mà phải bỏ loại bỏ đi để tránh bị ảnh hưởng tới cây. Nếu cây bị chết thì gia chủ phải ngay lập tức mang ra ngoài thay thế bằng cái cây mới hoặc là thay chậu mới đó. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến phong thủy chung và sẽ mang đến nhiều rủi ro cho ngôi nhà của chúng ta. Đó. Các bệnh mà cây bình an mà hay gặp phải đó là cây có thể sẽ bị vàng lá này, cần bổ sung nitơ này, và lá cây biến đổi màu là một số lá nó sẽ bị đốm đốm và do thiếu lượng kali và cần thiết cho bổ sung sớm cho cây. Đó. Trường hợp mà cây bị mất màu xanh và chuyển sang màu trắng hay là màu vàng thì có thể là do cần bổ sung chất sắt ngay lập tức nha mọi người. Nó bị thiếu sắt. Nếu mà cây bị lõi ở thân cây bị thối và khô ấy, ngọn và cái cổ rễ và đốm vàng nâu, nguyên nhân lớn là do thiếu nguyên tố vi lượng bơ. Khi thiếu độ ẩm trong đất thì sẽ khiến cho cây bị khô, nhưng nếu ẩm quá thì lại khiến cho cây bị úng nước
ở nhiệt độ quá lạnh thì sẽ khiến cho cây bị nứt. Ngoài cây bình an, chúng tôi còn có cung cấp một số cây nội thất rất là nhiều nhá mọi người. Ví dụ như là cây kim tiền, cây phát lộc này, ngọc ngân tứ quý này, kim ngân phát tài phát lộc, nhiều lắm mọi người ơi, vạn lộc đó, rất là nhiều nha. Thì đó là một số cái ý mà mình chia sẻ với mọi người về cách trồng, cách chăm sóc, ý nghĩa phong thủy và mệnh của cây bình an này đó mọi người ơi. Nếu mà mọi người có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ qua số hotline mà mình để trên tường nhé mọi người. Mình có để cả vị trí, địa chỉ của cây shop cây đời đó. Thì mọi người mà có nhu cầu thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với mình sẽ tư vấn cho mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye ạ.